Thanh kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đàm Ngọc Tuyền, Lăng mộ Nguyễn Bá Thanh và câu chuyện nhân quả ngay đời này. Vài ngày trước, trên đường đi về thăm quê vợ của thằng bạn ở Điện Bàn, Quảng Nam, xe xuất phát từ ngã Ba Huế đến tỉnh Lộ 605 thì quẹo phải hướng Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. Đi ngang khu lăng mộ của ông Nguyễn Bá Thanh nên tôi nói dừng lại. Bạn tôi ngạc nhiên hỏi, mày vào thắp hương à? Tôi trả lời bạn rằng tao có thể thành kính thắp hương cho một ngôi mộ vô chủ ven đường, nhưng quan chức trong thời đại này thì không. Từ tỉnh lộ 605, quẹo phải đi vào tầm 300 mét là đến lăng mộ Bá Thanh, nằm bên phải mặt tiền đường. Đập vào mắt chúng tôi là cái cổng khu lăng mộ, đồ sộ, nguy nga. Đá làm cổng là loại đá con ong, có thể được đưa từ Tây Ninh về, còn những cánh cổng bằng gỗ điêu khắc cầu kỳ. Để dễ hình dung, mức độ rộng lớn, tôi không ghi hình cái cổng mà chụp từ cái phía sau ngôi mộ phần mặt tiền đường như bức hình mới thấy nó dài tít tắp quả thật chỉ bằng với lăng mộ này đã phổ quát cái câu đồng giao của người dân đà nẵng hiểu chuyện con cá dưới nước con chim trên trời cũng của bá thanh đương nhiên những người hiểu chuyện đều biết rằng đến tận khi chết đi người ta vẫn còn cướp đất của hàng trăm ngôi mộ buộc phải di dời đi nơi khác để mà chôn cất xây lăng tẩm cho mình trong khi đó khu nghĩa địa này vẫn còn nhiều nơi để trống vấn đề là phải xây lăng mộ ở mặt tiền đường chăng cho dù lý do nào thì cũng quá là bất nhân những bất nhân của đời cha đã có quả ngay trong đời này đó thôi. Người ta nói rằng ngày ấy bá cảnh là người con trai duy nhất của bá thanh khi cha chết vẫn còn lắc lư trong tiếng nhạc quay cuồng. Nhưng chút tỉnh táo còn sót lại vẫn biết ngửa tay xin tiền xây mộ phần cho cha đến 9 tỷ đồng từ một tập đoàn từng phá nát sơn trà mà bá Thanh đã có công giúp họ khi còn đương nhiệm. Sau đó, bác cảnh phó mặt cho họ làm mà không cần quan tâm người vừa nằm xuống là ai. Nhân quả đến ngay đời này. Thực ra, có quá nhiều kẻ độc ác bởi quyền lực tiền bạc khiến họ như con thiêu thần nhảy vào ánh đèn. Thành thử họ không quan tâm đến nhân quả, một việc tất yếu sẽ xảy ra, vấn đề là thời gian thôi. Mà nếu liệt kê ra hết thì bút mực nào kể cho suệ Như một trận Bắc Hà khiến bao quan chức ở Bình Định sợ sệt khúng núm, nhưng cuối đời mạng bỏ trong tù, còn gia đình thì ly tán, tù tội khắp nơi, không còn một nẻo về. Hay như cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, khi vừa về hưu mới đây thì vợ dẫn trai về ở ngay trong ngôi biệt phủ mà đất đai và tiền bạc xây thành, hẳn không cần phải nói ra chúng ta đều ngầm hiểu là từ đâu mà có. Lúc này Trần Ngọc Căng mới buồn đời lên sống ở một tỉnh thuộc cao nguyên trung phần, như cách xa rời xa cái sự ô nhục vậy. Nhưng nhân quả thì có chạy trốn khắp bầu trời vẫn khó thoát. Đến Lâm Đồng, trong một lần đi ăn sáng, vị cựu chủ tịch gặp lại những đồng bào Quảng Ngãi mà họ đã mất đất bởi Ngọc Căng. Thế là giống như câu chuyện vị cựu quan chức ở Gia Lai được đồng bào ta ụp hẳn tô phở lên đầu. Những ngày cuối năm, ngồi nhớ lang mang, viết ra như thế để dặn chính mình và mấy đứa quan chức. Thôi, hãy bưng bớt ác lại một chút, đừng có ngấu nghiến xương máu đồng loại nữa. Kiếp nhân sinh ngắn lắm, nhưng tiếng rủ nguyền thì còn mãi theo tháng năm. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.